BT là nghiêng về trị những loài miệng nhai, tức là nó sẽ sản sinh ra protein độc tố gây thủng dạ dày của những loài miệng nhai. Nấm xanh là sẽ phát tán bào tử, tức là nó sẽ phát tán bào tử, nó bay trong không khí, nó ký sinh, nó hút dinh dưỡng ở bên trong của côn trùng, gây rụng đốt, rụng cánh hoặc là mọc nấm và nó sẽ chết. Nấm ký sinh vino tác dụng trong bao lâu và bao lâu mới có tác dụng? Khi pha nấm ký sinh phyno thì cô chú lưu ý là chúng ta nên pha ra một cái xô trước, rồi chúng ta quậy lên, rồi mình hãy pha vô bình phun. Phyno đổi mới nông nghiệp Việt. Video này sẽ nói chi tiết hơn về nấm ký sinh phyno. Thì ở đây em sẽ pha thử gói nấm ký sinh phyno. Đây. Cô chú thấy là khi mà tiếp xúc với nước thì với cái mật độ nấm xanh cao cho nên là cái nước của mình nó sẽ ra cái màu nó xanh xanh. Này, đây mới pha một chút thôi. Thì cô chú có thể thấy là ở đây nó lên cái màu nó hơi xanh xanh. Cái màu này nó không phải là cái màu mà mình có thể pha màu vào được, tại vì nếu pha màu vào á thì nó sẽ túa cái màu ra liền, chứ nó không phải được lên cái màu bào tử nấm xanh như thế này. Em pha nhiều hơn. Thì chứng minh rằng á, cái mật độ mà nấm xanh ở trong này nó rất là cao. Mình pha cái tỷ lệ cái mật độ trong này nó rất là cao, chứ nó không phải giống như những sản phẩm khác ở trên thị trường là nó không có cái màu xanh luôn, mà mình phun vô mình cũng không biết là tác dụng chính của cái sản phẩm đó là do cái gì, hay là họ có pha hóa chất vào trong sản phẩm hay không. Thì trong thành phần của nấm ký sinh vino là có nấm xanh mật độ cao và BT. BT là nghiêng về trị những loài miệng nhai, tức là nó sẽ sản sinh ra protein độc tố gây thủng dạ dày của những loài miệng nhai. Còn nấm xanh là sẽ phát tán bào tử, tức là nó sẽ phát tán bào tử, nó bay trong không khí, nó ký sinh, nó hút dinh dưỡng ở bên trong của côn trùng, gây rụng đốt, rụng cánh hoặc là mọc nấm và nó sẽ chết. Vậy thì đối với sản phẩm mà kết hợp hai dòng này lại với nhau thì những cái con mà to to đề kháng cao thì cái tác dụng của nấm xanh có thể là nó sẽ yếu hơn, nhưng bù lại có BT là đối với những loài to to mà miệng nhai thì nó nuốt vào trong, nó sẽ bị phá hủy dạ dày và nó chết đi. Vậy thì câu hỏi là nấm ký sinh vino tác dụng trong bao lâu và bao lâu mới có tác dụng? Thì sau 1 đến 2 ngày bào tử nấm nấm xanh sẽ bật lên, những cái con sâu rầy đi ngang dính nấm ký sinh thì sẽ bị tấn công. Những con mà ăn nuốt phải BT thì sẽ bị phá hủy dạ dày, nhưng nó có thể nó không có chết liền mà nó nằm ở chỗ đó, và mình thấy cái con sâu nó nằm chỗ đó nhưng mà nó không có tiếp tục ăn cái lá cây nữa. Và mình sẽ thấy là cái mật độ mà sâu rầy ở trong vườn của mình giảm đi hẳn và nó mất tiêu luôn, và nó duy trì rất là lâu, tại vì nấm xanh và BT sống lại ở trong vườn, trong đất, những nơi mà ít ánh sáng, ẩm ướt, hay là dưới tán cây, dưới lớp lá cây thì tiếp tục sinh sôi nảy nở và phát tán bào tử bay ở trong vườn. Cho nên nói về cái chuyện duy trì hiệu quả thì hiệu quả rất là lâu. Khi pha nấm ký sinh phyno thì cô chú lưu ý là chúng ta nên pha ra một cái xô trước, rồi chúng ta quậy lên, rồi mình hãy pha vô bình phun. Tại vì nấm ký sinh phyno được lên men trên nền tinh bột cám gạo, cho nên nó sẽ có một cái lớp tinh bột còn đọng lại. Thì chúng ta nên quậy ra xô trước cho bào tử hòa tan ra nước, rồi thì mình hãy cho vào trong bình.
nó sẽ không có ảnh hưởng đến chuyện nhạt bét. Đây là đặc tính của sản phẩm nó như vậy, cho nên mình nên pha đúng cách. Thì đây cô chú thấy không, cái màu xanh rất là tự nhiên của bào tử nấm xanh BT. Thì nếu như mà mật độ bào tử không đủ nhiều và không đúng là nấm xanh BT thì nó sẽ không lên được cái màu xanh như thế này. Trên thị trường rất nhiều đơn vị là nói chúng tôi là nấm xanh, chúng tôi là BT, nhưng thật ra là họ không có bổ sung được những cái loại đó ở trong chế phẩm, mà họ pha màu và họ pha một số cái hoạt chất hóa học để cho cái con sâu con gầy nó chết, để cho cô chú tin dùng. Còn đây là mình đúng chắc là như vậy. Vậy thì đối với nấm ký sinh, nó sẽ mạnh nhất về phòng sâu rầy và duy trì ổn định, khống chế sâu rầy ở trong vườn. Còn cái chuyện mà diệt tức thời á, thì nếu như mà nó đang quá nhiều sâu đi thì mình nên cộng chung với lại một cái loại thuốc sâu mà gốc ít nóng, như là gốc SL hoặc là dạng cớm, để tiêu diệt tức thời. Còn lại nấm ký sinh Phyno sẽ xử lý ổn định, duy trì cái mật độ sâu rầy ở trong vườn rất là ít, khống chế được khoảng 80-90%. Đây là cái hiệu quả thực tế các cô chú đã phản hồi. Câu hỏi cuối cùng đó là nấm ký sinh Phyno có khống chế tốt được những loài bay di cư như là bọ chỉ hay là rầy hay không? Thì qua quá trình cô chú sử dụng và phản hồi thì nấm ký sinh Phyno đã khống chế được 80-90% những loài đó. Và trên thực tế, những cái con mà mình vạch cái lá mình thấy là những con nó bay từ vườn khác đến, mới bay đến, chứ không phải là những con trong vườn. Còn những con trong vườn đã được khống chế rất là tốt và nó không có còn tồn tại ở trong vườn. Vậy thì để mà khống chế một cách toàn diện hơn, đẩy mạnh cái hiệu quả hơn, thì chúng ta có thể pha thêm một cái bình gọi là xông hơi xua đuổi, mình cộng bám dính vô, rồi mình phun quanh vườn, ở trong vườn mình phun dưới đất dưới cỏ thôi, cho nó bay mùi lên, nó xua đuổi. Thì khi mà chúng ta kết hợp giữa cái kỹ thuật xua đuổi và nấm ký sinh Phyno thì chúng ta sẽ khống chế được tối đa nhất về những loài di cư. Còn với những trường hợp mà chúng ta kê cái màn hình điện thoại vào trong cái đọt cây rồi mình vũ một cái mà mình thấy có một con hai con ở trên màn hình thôi, tức là cái tỷ lệ mà bọ chỉ nó dính còn lại ở trên đọt á, nó rất là ít và chỉ có một số cây trong vườn là có thôi, thì theo quan niệm của em là một vài con mũi chích thì mình không có sao cả, chứ không phải là mình thấy có một vài con rồi mình đi mua thuốc này thuốc kia mình phun cả vườn, thì cái chi phí để mà phun thêm thuốc với lại cái sự ảnh hưởng của một vài con này nè lên cái cây á, thì cái chi phí bên này nó nhiều hơn. Thì chúng ta không nên vì một vài con, một vài cây mà chúng ta đánh đổi một cái chi phí lớn. Chúng ta mua thêm thuốc này thuốc kia, chúng ta phun cả vườn, và khi mà phun vậy không khéo mình phun nhầm những loại thuốc nóng thì nó lại gây phỏng đọt, nó lại ức chế cái đọt của cái cây nữa. Cái đó là quan niệm kỹ thuật của Phyno khuyên cô chú là cái tỷ lệ sâu rầy hoặc là tỷ lệ bệnh quá ít mà cây của chúng ta cứng vững dày lá thì chúng ta không có cần phải quá lo lắng mà mua thuốc tùm lum để mà phun vào cái cây. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.